Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Còn ai tin vào lời kêu gọi phản biện của Đảng? Ngày 16 tháng 2 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chủ trì hội nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học và nghệ sĩ nhân dịp năm mới Xuân Quý Mão 2023. Truyền thông nhà nước đưa tin, ông Thưởng phát biểu cho rằng đội ngũ trí thức, nhà khoa học và nghệ sĩ nước nhà đóng vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với vận mệnh và tương lai dân tộc. Ông Thưởng đề nghị các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc trong vận hội mới. Hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin về hội nghị. Thường trực Ban Bí thư đồng thời đề nghị cấp ủy, tổ chức, đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và toàn thể các cấp thực sự tôn trọng và có cơ chế phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đối với những vấn đề của đất nước. Bình luận về sự kiện này, AFA nhận xét phát biểu của ông Thưởng lần này không gây ra một làn sóng tranh luận nào trong giới blogger và cư dân mạng xã hội. Lý do được một số người nêu ra là họ đã quá quen với những phát biểu như thế của các lãnh đạo đảng và nhà nước, đồng thời dẫn chứng câu nói của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu là đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. AFA dẫn lời bác sĩ Đinh Đức Long cho biết, cách đây mấy năm, ông Võ Văn Thưởng có nói là sẽ sẵn sàng đối thoại với trí thức cũng như những người phản biện, nhưng mấy năm qua có thấy ông thực hiện đâu. Ổng không thực hiện mà cũng không có thanh minh là tại sao chưa làm hoặc không làm, đâu ai còn tin được nữa. Hình ảnh bài viết trên AFA, nhạc sĩ Tuấn Khanh, người luôn có những bài viết phản biện về những vấn đề của đất nước, cho rằng phát biểu của ông Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ là một cách đặt vấn đề thường thấy, chứ không phải là cách giải quyết vấn đề. Ông nói với AFA rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam thường quăng ra một câu mà nó chỉ mang tính đặt vấn đề, chứ không giải quyết được vấn đề. Chẳng hạn như ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng chúng ta chống tham nhũng nhưng chống tham nhũng phải thật nhân văn. Không ai biết chống tham nhũng nhân văn là như thế nào cả. Họ nói đồng bào là khúc ruột ngàn dặm và hòa hợp hòa giải sẽ là một trong những tiến trình đi tới, nhưng đi tới như thế nào thì không thấy. Nó chỉ là cách đặt vấn đề để làm sáng bộ mặt của nhà nước, còn cách giải quyết vấn đề thì rất mơ hồ. Thực sự là không có. Người ta luôn đặt ra những vấn đề để cho thấy rằng đất nước đang chuyển động, nhưng những chuyển động đó hoàn toàn bế tắc và không có chuyển động nào thực chất hết. AFA dẫn lại việc rất nhiều nhân sĩ, trí thức lên tiếng phản biện những chính sách bất hợp lý của nhà nước, đóng góp cho nhà nước những ý kiến nhằm đưa đất nước đi vào quỹ đạo văn minh, dân chủ, tất yếu của thế giới, đã bị bắt, bị tù với những tội danh bị cho là hết sức mơ hồ. Những người được nhắc đến là tiến sĩ luật Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển BLD, một nhà phản biện nổi tiếng bị bắt cuối năm 2022 và bị khởi tố vì tội trốn thuế theo Bộ Công an. Và một người nữa là ông Nguyễn Sơn Lộ, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Sena, bị công an bắt hôm 2 tháng 2 với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. AFA dẫn lời nhạc sĩ Lê Thiệu cho biết, từ trước đến giờ thì về mặt truyền thông, những nhà lãnh đạo đều nói rằng cần những trí thức đóng góp cho đất nước, nhưng đó chỉ là những hình thức chứ không có thật. Những đóng góp của họ không áp dụng được vào cái xã hội này. Những đóng góp đó rồi sẽ bị bỏ qua hết vì nó bị cho là sai chủ trương của nhà nước, nên họ đâu có chấp nhận, cũng đưa lên mạng xã hội, cũng đưa lên truyền thông, nhưng rồi cũng bị quên lãng chứ không áp dụng, không thực hiện được. Giáo sư Mạc Văn Trang cũng nêu quan điểm với AFA. Ông ấy nói nhưng ông ấy chả có quyền gì với bộ phận an ninh thì nó lại khác. Thế cho nên ổng cứ nói như thế, nếu trí thức nào mà phản biện thì bị coi là phê phán chính quyền và bị bắt luôn. Việt Nam vẫn luôn xếp gần chót bảng. Trên bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, năm 2022, Việt Nam xếp ở vị trí 174 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, hiện có 41 nhà báo bị bỏ tù. Đồng thời, Việt Nam bị xếp vào nhóm chót bảng về tự do ngôn luận trong phúc trình của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 11 năm 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Còn ai tin vào lời kêu gọi phản biện của Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ai chịu trách nhiệm về quyền lợi của người lao động? Ngày 2 tháng 2, truyền thông nhà nước loan tin hơn 200.000 người lao động bị nợ, không đóng tiền bảo hiểm xã hội, không được hưởng các chế độ, có nguy cơ không có lương hưu. Tình trạng này xảy ra do các doanh nghiệp sử dụng lao động nợ, không đóng tiền phí bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tình trạng này không phải bây giờ mới xảy ra, mà nó đã kéo dài từ vài chục năm nay, nhưng dường như chính quyền bất lực. Hình ảnh hơn 200.000 người lao động không đóng bảo hiểm xã hội, nguy cơ không có lương hưu. Theo số liệu thống kê, Việt Nam có hơn 610.000 công ty xí nghiệp lớn nhỏ, nhưng chỉ có 330.000 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, nghĩa là có gần một nửa số doanh nghiệp trốn nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, có hàng triệu người không được hưởng các khoản trợ cấp từ bảo hiểm xã hội. Trong số 330.000 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, thì lại có rất nhiều doanh nghiệp chây ì, nợ phí, đóng không đúng hạn, đóng không đủ, dẫn đến quỹ bảo hiểm xã hội thất thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nhà nước đã thực hiện một số biện pháp để thu hồi các khoản tiền này, như thanh tra, bêu xấu trên truyền thông, phạt và truy thu nợ. Tuy nhiên, có vẻ như mọi biện pháp đều không có hiệu quả. Đến nay vẫn có rất nhiều doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội và chây ì nợ bảo hiểm xã hội. Theo luật Việt Nam, muốn khởi tố một doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội bên nguyên đơn phải chứng minh được hành vi gian dối hoặc những thủ đoạn khác như làm giả hồ sơ, che giấu sự thật. Song là một cơ quan dân sự, quỹ bảo hiểm xã hội làm sao có thể điều tra, chứng minh những điều này. Nếu không chứng minh được sự gian dối thì việc nợ tiền bảo hiểm xã hội chỉ là vấn đề thuộc phạm vi luật dân sự, mà đã là dân sự thì chả ai ngán ai. Mặt khác, những vướng mắc về pháp lý dẫn đến khó khăn cho quy trình khởi kiện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Trước năm 2016, quyền khởi kiện thuộc về cơ quan bảo hiểm xã hội, nhưng từ năm 2016, quyền này thuộc về công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, công đoàn cơ sở lại là nằm ngay trong lòng doanh nghiệp và ăn lương của doanh nghiệp, nên không có chuyện chủ tịch công đoàn cơ sở đứng ra khởi kiện người chủ của mình. Cần nói rõ, ở Việt Nam chỉ có một hệ thống công đoàn được hoạt động, đó là hệ thống thuộc Liên đoàn Lao động Việt Nam, một cánh tay nối dài của Đảng. Hoàn toàn không có công đoàn độc lập, công đoàn do chính người lao động lập ra và hoạt động thực sự vì quyền lợi của người lao động. Hình ảnh công đoàn mách lẻo Bộ Chính trị. Công đoàn của Đảng thì chỉ hoạt động theo các chỉ thị của Đảng, người là do Đảng chỉ định, tôn chỉ, mục đích, tuy hay ho nhưng cũng chỉ để làm màu. Những người lãnh đạo công đoàn cơ sở làm việc theo chỉ thị của hệ thống công đoàn do Đảng lãnh đạo, hưởng lương của chủ doanh nghiệp. Vậy làm sao họ có thể đại diện cho quyền lợi của người lao động? Làm sao họ dám đấu tranh cho người lao động? Một vướng mắc nữa của quá trình khởi kiện đó là công đoàn cơ sở muốn kiện thì phải thu thập đủ chữ ký của người lao động trong doanh nghiệp. Người lao động thì phải đóng phí khi tham gia khiếu kiện, khiến người ta e ngại. Tất cả những điều này thể hiện sự bất lực của hệ thống công đoàn thuộc quyền lãnh đạo của Đảng, bởi vì trên hình thức họ vẫn là cơ quan đại diện cho người lao động, có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Và vì bất lực, công đoàn Việt Nam đã làm một chuyện nực cười, đó là báo cáo Bộ Chính trị đưa một vấn đề thuộc quản lý của nhà nước sang mách lẻo với một cơ chế của Đảng, vốn không có thẩm quyền quản lý, không có quyền thi hành luật pháp. Nhưng trớ trêu thay, điều tréo ngoe này lại dường như rất hợp lý ở Việt Nam. Vì ở Việt Nam ai cũng hiểu, phán quyết của Bộ Chính trị quan trọng hơn luật pháp và công lý chỉ là một thằng hề. Người lao động mất lương hưu, cuộc sống của họ và gia đình họ có thể bị đẩy vào cảnh khốn cùng trong tương lai. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về điều này, hay lại là không ai cả? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Ai chịu trách nhiệm về quyền lợi của người lao động. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.